Trung Quốc và Afghanistan đều đang phải đối mặt với tình hình thời tiết hết sức khắc nghiệt, gây thiệt hại về người và tài sản. Thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin vấn ngay sau đây. Truyền thông Trung Quốc đưa tin do mưa lớn tràn bờ, đã có 5 người thiệt mạng và 2 người mất tích tại một ngôi làng gần thành phố Hàng Châu, miền Đông nước này. Nước bùn cuốn trôi tài sản của người dân và ngập nhiều nhà cửa. Các khu vực ở Đông Bắc Trung Quốc cũng chịu ngập lụt, gây thiệt hại lớn về mùa màng, nhà cửa được biết có 5.600 người tại tỉnh Liêu Ninh đã được sơ tán. Vụ mưa lớn dự báo tiếp tục kéo dài ở nhiều địa phương trên cả nước. Giới chức Afghanistan cho biết ít nhất 22 người đã thiệt mạng và 40 người bị thương tại tỉnh Wadrak, miền trung nước này, do lũ quét và mưa rông gây ra vào tối 22 tháng 7. Hàng trăm ngôi nhà và diện tích đất nông nghiệp bị hư hại hoặc cuốn trôi, hơn 10 người mất tích trong lũ lụt và hơn 40 người bị mất tích sau lũ quét. Cục Khí tượng Afghanistan dự báo tiếp tục có mưa lớn và cảnh báo lũ lụt tại nhiều địa phương trên cả nước. Công tác cứu trợ đang được triển khai khẩn trương tại huyện Jaren. Số ca mắc sốt xuất huyết đang gia tăng và có thể đạt gần mức cao kỷ lục trong năm nay, một phần do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu khiến trái đất nóng lên và thuận lợi cho sự sinh sôi của mũi truyền bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo dịch sốt xuất huyết đang gia tăng trên toàn cầu, các chuyên gia cho biết một nửa dân số thế giới đang có nguy cơ mắc sốt xuất huyết. Năm 2022, số ca mắc đã tăng gấp 8 lần lên 4,2 triệu trường hợp và năm nay đã có 3 triệu người mắc sốt xuất huyết tại châu Phi dịch có nguy cơ lây lan sang bolivia paraguay và peru trong đó peru đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp châu âu cũng báo cáo số ca mắc tăng đột biến khí hậu ấm hơn khiến mũi sinh sản nhanh hơn và virus tồn tại trong cơ thể chúng đô thị hóa và các vấn đề vệ sinh khác cũng góp phần vào sự gia tăng số ca mắc Nga đang nóng lên nhanh hơn ít nhất là 2,5 lần so với phần còn lại của thế giới, làm cho tan chảy tầng đất đóng băng vĩnh cửu, vốn chiếm khoảng 65% diện tích lãnh thổ nước này. Được mệnh danh là Cổng Địa Ngục, hố Batagaika kéo dài 1 km, tạo thành hố băng vĩnh cửu lớn nhất trên thế giới. Những gò băng và bề mặt bất thường vốn đã bắt đầu hình thành vào thập niên 1960, khiến lớp băng vĩnh cửu ngầm này bắt đầu tan chảy và làm đất lún xuống. Sự mở rộng của hố sụt khổng lồ Batagaika theo giới khoa học là một dấu hiệu nguy hiểm. Trong tương lai, khi nhiệt độ tiếp tục tăng, chúng ta càng chứng kiến nhiều hố sụt khổng lồ hình thành cho đến khi toàn bộ băng vĩnh cửu tan hết. Nền đất bên dưới hố sổ sâu khoảng 100 mét ở một số nơi tích trữ một lượng khổng lồ carbon hữu cơ. Một khi băng vĩnh cửu tan, lượng khí này sẽ được giải phóng ra khí quyển, khiến trái đất càng ấm lên.